Cầu trời khấn Phật trời, mong thầy đừng có gọi mình. Trời ơi thầy mà gọi em ăn chay một tháng luôn anh ơi. Tôi nhớ lúc trước á, bà nói là bà ghét cái môn của thầy Khôi lắm mà. Bây giờ tôi đã có động lực của cuộc đời mình rồi. Anh yêu em như Black Macchiato, yêu em như trà sữa Hokkaido, yêu em yêu mãi như yêu. Anh rất là thích em. Em là bạn gái của anh nha. Đồng ý đi. Anh à, thôi bỏ đi China. Dù vậy mày cũng là cái gì của Mon đâu. Người ta đã nói không bao giờ thích mày rồi mà, cố chấp làm gì. Bà không có giống như cái nữ phụ trong đó kiểu phá hoại tình cảm của tôi với Winner, hoặc là kiểu độc ác gì đâu ha. Hãy khóc như những gục ngã, hãy khóc như mình đã lớn. Hỡi những đứa trẻ hiên ngang, hãy khóc như những gục ngã, hãy khóc như những gục ngã, hãy khóc như mình sẽ đứng lên lại. Những người tôi che tay cao, hôm nay bạn sẽ muốn nói gì?